Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Trên bàn làm việc của mình đây, đó chính là kèo đấu cực kỳ căng co trong phân khúc giá chỉ vào khoảng độ hơn 2 triệu đồng. Bên tay phải của mình đó chính là chiếc Vismaster 4, chiếc điện thoại đến từ thị trường Việt Nam. Và một bên đó chính là chiếc Realme C11, chiếc điện thoại cũng đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bạn trẻ. Và trong video này chúng ta hãy cùng nhau đặt lên bàn cân, so sánh một cách chi tiết để xem với mức chênh lệch nhau không nhiều thì đâu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn nhé. Đầu tiên, khi xét về phần thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy đây, mình sẽ show cho các bạn xem thiết kế tổng quan bên ngoài của hai chiếc máy này. Thì nhìn rõ ràng là chiếc Realme C11 nó có thiết kế nó to hơn này, và cái cụm camera của nó có phần nào đấy nó nhìn ấn tượng hơn so với cụm camera hình chữ Y trên chiếc Vismaster 4. Cái thiết kế trên Vismaster 4 ấy thì nó có cái điểm hay, đó chính là nhìn nó khá là cân đối. Còn cái cụm camera hình vuông này thì mình thấy rằng là nhiều người sẽ cảm thấy là nó hơi lấn cấn một chút. Mặc dù đây chỉ là cụm camera kép nhưng mà họ lại cố tình để theo hình vuông như này, nên là nhiều bạn thì sẽ cảm thấy là hơi đáng tiếc. Và đặc biệt hay đó chính là trên chiếc Vismaster 4 chúng ta sẽ có cụm cảm biến vân tay đặt ở vị trí mặt lưng, nên là giúp cho người dùng chúng ta có thể thao tác mở khóa một cách cực kỳ tiện lợi. Cho dù các bạn thuận tay trái hay tay phải, chỉ cần chạm nhẹ cái thôi là mở khóa. Và điều này là hơn đứt so với chiếc Realme C11, tại vì C11 thì không hề có cái cảm biến vân tay này, nên là bắt buộc chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp mở khóa truyền thống hoặc là sử dụng bằng khuôn mặt 2D mà thôi. Các bạn có thể nhìn thấy đây thì bên chiếc Vismaster 4 chúng ta sẽ hoàn thiện dạng nhám, nhìn có phần nào đấy nó kiểu nó lịch lãm, nó kiểu nó nhìn nó sang, mình nhìn thấy là được. Còn đối với chiếc Realme C11 này thì nó sẽ hướng đến giới trẻ nhiều hơn. Bằng chứng đó chính là chúng ta sẽ có những họa tiết nhìn nó rất là kiểu trẻ trung năng động, đặc biệt là có cái đường dạy chạy dọc ở đây qua cái cụm camera và logo Realme cực kỳ to ở dưới này. Và khi mà nhìn này thì rõ ràng là các bạn trẻ ấy, thì mình thấy rằng là các bạn sẽ thích cái ngôn ngữ thiết kế trên chiếc Realme C11 này hơn. Về phần bố trí các phím thì cũng khá là tương đồng nhau, chúng ta sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng ở phía phần cạnh phải, và mình đánh giá cao cái cảm giác bấm trên chiếc Realme C11 hơn. Bấm nó hành trình phím nó ngang nhau nhưng mà độ nảy của chiếc Realme C11 nó tốt hơn nên là bấm nó đã hơn. Phần trên ấy thì chiếc Vismaster 4 chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.50mm này. Và trên chiếc Realme C11 thì không có gì, chúng ta sẽ có cái khay SIM và thẻ nhớ ở phía phần cạnh bên tay trái và phía phần cạnh đáy. Thì đây chính là điểm cộng dành cho chiếc Vismaster 4 đến từ thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ được trang bị cổng Type-C thay vì chỉ là cổng micro USB trên chiếc Realme C11. Nên là rõ ràng chúng ta đã có một công nghệ nó tiên tiến hơn, sạc nó dễ dàng hơn, 69 hay 96 đều rất là thoải mái. Chúng ta sẽ thấy là đèn nó rất là cân đối, còn đối với chiếc Realme C11 nó mất đi cái sự liền lạc. Và xét về cái cảm giác cầm nắm thì rõ ràng chiếc Realme C11 không thể bằng được chiếc Vismaster 4, tại vì Vismaster 4 nó nhỏ gọn hơn các bạn ạ. Và các góc các cạnh này nó bo tròn một cách mềm mại. Với chiếc Realme C11 thì chúng ta sẽ có cái đường cắt ở đây. Nhìn thì nó rất là đẹp ấy, nhưng mà khi xét về cái cảm giác cầm nắm thì mình đánh giá chiếc Vismaster 4 nó sẽ hơn. Quay sang phần mặt trước lần này thì mình sẽ phải nghiêng tuyệt đối về chiếc Realme C11. Đấy, phải nói bằng thật là như vậy. Tại vì nó mang đến cho người dùng ta một cái không gian trải nghiệm nó đã hơn rất nhiều so với chiếc Vismaster 4. Cụ thể Vismaster 4 ấy, chúng ta chỉ có màn hình kích thước là 6,09 inch. Còn đối với chiếc Realme C11 này chúng ta sẽ có kích thước lên tới là 6,5 inch. Đặc biệt hơn nữa đó chính là các bạn để ý phần viền trên, viền dưới, viền hai bên mà xem ạ. Chiếc Realme C11 nó đã có một cái sự cải tiến cực kỳ lớn, nên là cho chúng ta không gian trải nghiệm nó rộng rãi này, trong một kích thước nó không chảy nhau quá nhiều. Các bạn nhìn thấy chưa? Vismaster 4 này viền màn hình rất dày luôn. Đó. Cả hai màn hình này thì đều sử dụng cái tấm nền là IPS và độ phân giải đều dừng lại ở mức là HD+, nên là mật độ điểm ảnh của chiếc Vismaster 4 nó sẽ nhỉnh hơn một chút, tại vì là cùng độ phân giải nhưng mà kích thước màn hình nhỏ đi nên là mật độ điểm ảnh nó sẽ tăng lên một chút. Nhưng mà với khoảng cách hàng ngày chúng ta sử dụng ấy
vào khoảng 30 đến 40 cm thì dường như chúng ta sẽ khá là khó để có thể tìm ra những vết rỗ nếu như các bạn lần đầu tiên sử dụng những chiếc điện thoại smartphone như thế này. Còn nếu như các bạn mà đã kiểu tinh tường sử dụng màn hình kiểu Full HD hoặc là 2K xuống thì rõ ràng là có thể nhìn thấy được những vết rỗ như này. Tiếp theo về phần hiệu năng thì với chiếc Vismart Star 4 chúng ta sẽ được trang bị con chip là MediaTek Helio P35. Còn đối với chiếc Realme C11 chúng ta sẽ có là G35. Hai con chip này thì về mặt cơ bản nó khá là tương đồng nhau. Cụ thể đó chính là nếu xét về cái tốc độ xử lý vào app nhanh ấy, thì là chiếc Vismart Star này nó sẽ hơn. Nhưng mà để mà cái khả năng chơi game, ấy, game đồ họa ấy, thì cái chiếc Realme C11 này nó sẽ ổn định hơn. Chơi game là nó nhỉnh hơn một chút, tại vì là con chip dòng G mà nó sẽ hướng đến cái khả năng chơi game, tối ưu game, đặc biệt là game đồ họa nó tốt hơn so với con chip dòng P. Và điểm cộng dành cho chiếc Vismart Star 4 đó chính là chúng ta sẽ có phiên bản bộ nhớ RAM lên tới là 3GB thay vì chỉ là mặc định 2GB trên chiếc Realme C11. Nên là nếu như các bạn mà cần cái khả năng đa nhiệm tốt ấy thì nên lựa chọn phiên bản là 3GB. Tiếp theo về phần pin thì lần này là kèo đấu nghiêng tuyệt đối về chiếc Realme C11. Nên là nếu như các bạn quan tâm đến khả năng tối ưu pin và cái thời gian sử dụng lâu dài, chắc chắn Realme C11 nó sẽ hơn. Tại vì chúng ta sẽ có là 5.000 mAh, một con số rất lớn so với con số chỉ là 3.500 mAh trên chiếc Vismart Star 4. Nên là một lần nữa chiến thắng lại nghiêng về chiếc Realme C11. Và tiếp theo đó chính là về phần camera. Lần này thì cũng sẽ là kèo đấu cực kỳ căng co, khi mà hai máy này của chúng ta nó sẽ được trang bị phần cứng khá là tương đồng nhau. Nhưng mà nếu như mà xét về cái trải nghiệm từ phần tốc độ chụp này, lưu hình này và chất lượng ảnh ấy, thì mình sẽ nghiêng hơn một chút về chiếc Realme C11, tại vì là thuật toán xử lý của Realme C11 là tương tự như là những chiếc điện thoại đến từ nhà Oppo. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái chế độ nhá, thậm chí là chúng ta có cả chế độ night luôn. Trong khi đó thì với chiếc Vismart Star 4 thì không hề có này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có sẵn những cái bộ lọc làm đẹp ấy, khiến cho người dùng ta có thể hoàn toàn tự tin chụp bằng cái camera gốc này đăng lên mạng xã hội. Còn đối với chiếc Vismart Star 4 ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy những bức ảnh mình chụp ở đây nhé. Thì màu sắc của nó đưa ra nó có phần ấy hơi nhợt nhạt hơn. Đấy. Đặc biệt hơn nữa đó chính là về phần camera selfie. Thì bỏ qua về phần thông số đi, tại vì là hai cái chiếc camera này thì không thông số không quá ấn tượng. Nhưng xét về cái khả năng tối ưu, các bạn nhìn thấy chưa? Hoàn toàn là có sự khác biệt luôn. Realme C11 da mặt này lên có phần trắng trẻo, hồng hào, kiểu nhìn mịn như mông em bé. Còn đối với chiếc Vismart Star 4 này nhìn không thể chấp nhận được. Về những tính năng bổ trợ ấy, thì với chiếc Vismart Star 4 chúng ta sẽ có cái Pin Message này, chúng ta sẽ có một loạt những ứng dụng liên quan đến Vin. Ví dụ như là Vismart đây này, Vismart thông minh này, bàn phím Vismart này, vân vân và mây. Còn đối với chiếc Realme C11 này chúng ta sẽ có cái giao diện đó chính là Realme UI. Đấy, nó có cái hay đó chính là nó rất là kiểu tối ưu ấy. Gần đây thì mình đánh giá rất là cao giao diện Realme UI và ColorOS đến từ nhà Oppo, mang đến cho người dùng ta cái trải nghiệm nó rất là trực quan, mà lại nó không gặp nhiều tình trạng lỗi như là VOS. Điểm cộng của VOS đó chính là cập nhật khá là nhiều, và ở hiện tại đây là một trong những chiếc máy rẻ nhất được cập nhật lên VOS 3.0 với rất nhiều những tính năng hay. Và trong video sắp tới, nếu như các bạn quan tâm thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn cho các bạn. Tập trung lại thì mình đã gửi đến bạn bài so sánh chi tiết giữa Realme C11 và chiếc Vismart Star 4. Thì mỗi bên lại có những lợi thế khác nhau. Với Vismart Star 4 thì chúng ta sẽ có thiết kế bên ngoài nó lịch lãm, nó nhỏ gọn hơn. Chúng ta sẽ có đó chính là hiệu năng nó nhỉnh hơn một chút, đặc biệt là chúng ta sẽ có RAM nó tối đa lên tới là 3GB. Còn đối với chiếc Realme C11 này, chúng ta sẽ có khả năng chơi game tốt hơn này, chúng ta sẽ có màn hình hiển thị nó lớn hơn, không gian trải nghiệm tuyệt vời hơn, chúng ta sẽ có dung lượng pin tốt hơn. Vậy thì các bạn thấy sao về kèo đấu này? Nếu để lựa chọn, các bạn sẽ lựa chọn chiếc điện thoại nào? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.